Okay, so what do you think of the performance? Because I thought the melody was just beautiful. Well, I have to agree with you that it was really nice. In Vietnam, spring is one of many festivals being celebrated. It is also the season of love. The next song you are about to hear tells a story about a girl and a boy. This girl. This girl had accidentally dropped her scarf while hanging out with her friend. The boy then found the scarf and went to find the girl to return the scarf. Hopefully, the scarf will connect the boy and the girl and for them to fall in love. This song is sang by Dukam and danced by grade 11 girls. Now pay attention, because this, their soft dance move with the umbrella, is going to surprise you. Mùa xuân ở Việt Nam là mùa các lễ hội, mùa của tình yêu. Bài hát mà các bạn sắp nghe sau đây kể về một cuộc gặp gỡ giữa một con người con trai và người con gái. Cô gái đi chơi với bạn và đánh rơi chiếc khăn tiêu của mình. Người con trai nhận được chiếc khăn và đi tìm cô gái để trao. Có thể chiếc khăn đây sẽ là chiếc cầu nối cho tình yêu của họ. Bài hát do Luca và các bạn nữ lớp 11 biểu diễn, xin mời. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng gió. Con chim cung cung kia nó hát lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị hồng theo dấu cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu theo chị hồng theo dấu cuốn bay về đây vương trên cây. Esri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, ngạc qua rừng, khăn phiêu đây. À ơi, có phải thấm thuyết xuyên nhau, chứ khăn đây là môi nối xuyên nhau, thời tôi chờ. Tiếng tôi tăng rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió. Nghe con chim cung cung kia nó hát lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đây vương trên cây. Anh chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, tối nay đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, ngạt qua rừng, khăn phiêu đây. À ơi, có phải thấm thuyết xuyên nhau, chiếc khăn đây làm môi nối xuyên nhau, thời tôi chờ. Tiếng tôi ta
truyền nước Việt Nam. Rất nhiều những bài nhảy đã được lưu truyền đến bây giờ. Và để giới thiệu cho thêm các bạn, xin mời các quý vị thưởng thức bài múa Chào Xuân, là bài trình diễn của các em học sinh cấp 1. What an emotional performance by grade 11. Dancing has always been part of a traditional performance in Vietnam. There are many traditional types of dance in Vietnam, and for you to see more of it, we would like to introduce to you a dance performance by elementary students. Please give them a round of applause.